Báo cáo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận của DKRA Group 2 tháng đầu năm 2023 cho thấy giá bán bất động sản sơ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá cao nhất lên đến 67 triệu đồng một mét vuông, thấp nhất là 43 triệu đồng một mét vuông. Mặt bằng giá bán sơ cấp phân khúc căn hộ vẫn neo ở mức cao, trong khi giá và thanh khoản thứ cấp sụt giảm. Giá bán thứ cấp ghi nhận giảm 1% đến 6% so với cuối năm 2022. Cá biệt ở một số dự án hết thời gian ân hạn gốc lãi vay, mức giảm ghi nhận lên đến 15 đến 20% so với giá hợp đồng. Dòng sản phẩm dưới 2 tỷ đồng một căn hộ vẫn thu hút tốt sự quan tâm của người mua. Đối với phân khúc nhà phố, biệt thự, thanh khoản thị trường thứ cấp giảm mạnh. Mặt bằng giá ghi nhận giảm 3% đến 7% so với cuối năm 2022. Đáng chú ý, khu vực Đồng Nai có dự án ghi nhận mức giảm cao nhất lên đến 32%. Với tình hình thị trường khó khăn như hiện nay, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao và pháp lý chưa được tháo gỡ. Dự kiến nguồn cung và sức cầu thị trường sẽ khó có những đột biến trong ngắn hạn.